Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu cháo cá chép cho bà bầu và kể cả cho gia đình mình, nó giúp bồi bổ sức khỏe cho gia đình, cho mọi người. Nguyên liệu của mình gồm 100 g gạo tẻ các bạn ạ, 50 g gạo lếp và độ 50 g đỗ nhỏ các bạn ạ. Một củ gừng thì mình sẽ miếng gừng này mình sẽ giã nhỏ và để mình sát với cá chép. Bây giờ gạo lếp mới đỗ nhỏ, mình tẻ mình sẽ cho là một để mình đi vo qua đi các bạn ạ. Rồi sau đó mình sẽ ngâm nước để cho mình nấu cháo cho nó dễ nhanh chín ấy. Gạo lếp mình đã vo sạch và gạo tẻ đỗ đây mình đã ngâm đây các bạn ạ. Và bây giờ gừng mình sẽ cho vào cối để mình giã. Sau đó mình sẽ lấy với muối để mình ướp và rửa cá cho nó cá mình một đỡ tanh. Mình sẽ rửa qua con cá mình đã mổ sẵn rồi các bạn ạ, mình mua ở chợ mình đã mổ, nhờ người ta mổ và mình sẽ rửa lại cho sạch. Sau đó mình rửa bằng nước dùng. Đây con cá chép của mình là 7 lạng rưỡi các bạn ạ, nó hơi bé nhưng mà mình nấu bát cháo vừa nhưng mình cũng không cần to. Đây là cá chép họ kiếm là cá sông đấy, đã dùng lưới để họ bắt. Đánh qua lại vẩy cho nó sạch. Nhờ đánh nhưng mà họ đánh không kỹ nên là về mình cũng phải làm lại. Bây giờ các bạn cho nước gừng vào nhé. Nước gừng đây mình đã đây rồi, để mình rửa cá nhé. Và các bạn cho cả muối vào, mình sát cho cá mình nó sạch ấy, nó không bị tanh cả trong cả ngoài, các bạn sát cho mình nhé. Các bạn để cho mình tầm sát cho mình trong nước muối này độ 5 phút nhé. Thì cá của mình nó sẽ sạch và sẽ không còn nhớt và mà như kiểu coi như là mình ướp cá luôn ấy. Sau đó mình rửa sạch là mình để ráo là mình đi rán được luôn. Mình đã rửa sạch cá đây các bạn ạ. Mình sẽ để cho nó ráo nước nhé, để mình cho lên chảo mình rán nhé. Các bạn cho chảo lên bếp và mình cho các bạn không dùng mỡ thì các bạn có thể dùng bằng dầu, chỉ cần mỡ vàng là mình sẽ rán, mỡ nó nóng lên. Các bạn chỉ cần rán cá qua thôi để cho mình gỡ được xương mấy thịt của cá nó ra ấy. Chứ mình không cần phải rán cá kỹ như mình ăn cá rán đâu. Khi mỡ đã sôi như này rồi các bạn cho cá vào cho mình. Thì cái chảo của mình nó bé nên mình cháo nó làm hơi sức các bạn. Mình cháo cho nó dễ. Các bạn chỉ cần rán qua cho mình rửa được xương cho thịt cá nó mềm này rồi, chứ mình không cần phải rán kỹ. Có rất nhiều cách để nấu cháo cá, như khi cá này các bạn có thể cho vào nồi á để mình đun nước rồi sau đó mình lấy nước đi mình nấu luôn thành cháo, và mình bỏ cá ra mình rửa thịt ấy. Nhưng mà những cách ấy đều ăn cá vẫn bị tanh các bạn ạ. Những người có bầu ấy, ăn họ cảm thấy ngay. Rõ rệt như ngày xưa mình có bầu thì mình ăn rất nhiều loại cá chép khác nhau để nấu canh thành cháo ấy.
mình cứ cho cả cá vào để mình ninh như cả lồi lồi như cháo luôn, nhưng ăn vẫn tanh. Chỉ có cách như thế này là nó đỡ bị tanh nhất. Và các bạn rán qua đi sau ăn đó, các bạn sẽ gỡ hết xương bỏ đi phần những cái phần xương này, thì mình giã lên nước để mình chắc đi, để mình ninh với gạo để thành cháo. Còn phần thịt cá thì các bạn phải xào thật khô, mình xào như xào ruốc ấy của thịt lợn ấy, thì sau đó mình cho vào nồi cháo ăn. Cá của cháo của mình nó không bị tanh kẹo nào các bạn, mà nó có thơm, thì mình xào cá nó kỹ, nó thơm, nó ngon. Các bạn chỉ rán một kẹo nữa, thế là mình bỏ dao gỗ được rồi các bạn ạ. Như thế này là mình đã rán thịt cá nó đã chín đây các bạn, mình ấy thử nó gỡ được rồi là được. Và mình tắt bếp để mình đem ra đĩa để mình gỡ nhé. Đây các bạn, phần cá của mình đây, khi mình đã rán xong đây, bây giờ mình sẽ gỡ ra nhé. Mình sẽ gỡ từng phần ra để mình lấy thịt ra các bạn ạ. Các bạn gỡ ra và có xương đây này, thì các bạn nhớ bỏ mình nhé, lọc sạch xương đi cho mình. Để mình ăn cháo cá nó không bị có xương vào, để mình chịu khó mình gỡ kỹ. Các bạn gỡ kỹ như nhà mình mà có ông bà già ấy, thì ăn cho đỡ. Vì ông bà già già rồi móm, nhiều lúc ăn không để ý ấy, là sợ không có lá hóc ấy, hoặc là các con nhỏ ấy. Nhiều lúc những bà bầu mình ăn cũng thế thôi, vì ăn cho nó người lớn thì còn dễ ấy, kiểm soát được xương, nhưng trẻ con như người già là họ không còn răng ăn rất khó. Đây mình đã gỡ được một nửa rồi các bạn ạ. Cái phần xương này mình sẽ cho vào một nồi nhé, để sau đó mình luộc lên để mình lấy nước để mình nấu cháo nhé, cho nó ngọt đấy. Rồi mình lại gỡ nước cái phần bụng các bạn ạ. Các bạn dùng dĩa thì là mình gớt gớt theo cái này này, cái xương sườn này của nó hở ra luôn này. Tuy nấu cá chép này mình mất thời gian gỡ xương hơi lâu một tẹo các bạn ạ, nhưng mà mình ăn lại rất ngon. Kỳ công một chút nhưng mà mình đã lại có một món cháo rất ngon để cho gia đình mình ăn ấy. Nhiều lúc nó đổi khẩu vị. Các bạn ăn mãi cháo gà, cháo thịt hoặc cháo sườn ấy, cháo chay cũng chán. Lúc mình ăn những cháo hải sản, cháo cá này lại rất ngon. Mà cá chép thì lại rất bổ dưỡng rồi. Nhà mình các con thỉnh thoảng ấy cháu lại thèm ăn cháo cá, lại bảo mẹ ơi mẹ nấu cháo cá đi, nên là mình cũng hay nấu. Hôm nay mình nhìn thấy có con cá sông này nó ngon ấy. Mùa này là mùa mưa lũ thì họ xả lũ nhiều về qua sông Hồng ấy. Nếu nó lên cao ấy, họ hay bắt được cá, cái trăng lưới thì họ bắt ấy, là nên là mình thấy con cá ấy không to, nhưng với cá sông như thế này là được rồi các bạn ạ. Mình mua luôn thấy nó tươi ngon. Về nấu cháo là trưa các cháu đi học về các cháu có cháo ăn. Sau mình khi mình gỡ xong đây các bạn, mình đã được phần thịt cá đây. Phần thịt cá này sau đó mình sẽ đi xào các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi luộc phần xương này đã để mình lấy nước để mình nấu cháo nhé. Phần gạo mình đã ngâm đây các bạn ạ. Các bạn có thể nấu luôn cho nó nhừ cũng được, hoặc là các bạn xay qua cối nhé, thì mình nấu nó sẽ nhanh nhiều hơn nhé. Mình cho vào cối mình xay, mình đã ngâm và mình đã rửa sạch rồi đấy. Các bạn xay nhuyễn cho mình rồi cho vào nồi nấu nhé. Sau khi mình luộc cá lại xương cá đây các bạn ạ, mình đã được phần nước rất ngon như thế này, và mình sẽ cho đi chất nước để mình đi nấu cháo các bạn nhé. Các bạn giữ lại cái phần đặng cắn ở lại nhé, là có xương đấy.
cá này cũng rất nhiều thịt, các bạn có thể đun lại một lần nữa để mình chắt lấy nước ngọt thêm nhé. Các bạn dùng cái chảy các bạn dã bớt nó đi. Đây là mình cũng đã qua bằng chảy rồi đấy các bạn ạ. Đây, phần nước này mình cho vào nồi cháo mình nấu. Các bạn cho cháo vào nồi lên nhé. Và các bạn nhớ để ý mình đun với lửa vừa, không có sợ là mình xay gạo ấy. Là các bạn phải quấy đều nhé. Không có là cái bột của mình ấy, nó sẽ bị bén ở dưới đấy. Vì khi mình xay gạo là cái bột nó nhỏ, nó sẽ hay làm cho nồi cháo của mình bị khê đấy. Nhưng các bạn nhớ để ý cho mình đấy nhé. Trong khi chờ đợi nồi cháo thì mình sẽ đi xào thịt cá lên các bạn nhé. Các bạn cho chảo lên bếp nhé. Rồi cái chảo mà mình vừa lại dùng để rán cá các bạn ạ. Mình dùng luôn dầu ý. Và mình cho hành phi nhé. Hành thơm các bạn ạ. Mình cho mình cuốn thơm vào hành phi cho nó thơm nhé. Các bạn phi cho nó thơm rồi sau đó mình sẽ cho cá vào các bạn ạ. Hành tỏi các bạn ạ. Nhưng vào bầu ấy thì mình hầu như phải tránh uống thuốc kháng sinh nhé, bị sợ cảm cúm các thứ ấy. Các bạn thường xuyên ăn tỏi cho mình nhé, cố gắng các bạn ngày ăn lấy một củ tỏi bằng mọi cách ấy, tức là mình có thể xào rau hoặc là cho vào các thức ăn kèm. Ngày xưa mình chữa mình bị cúm, mẹ chồng mình cần bắt nướng tỏi sống để ăn ấy, để cho nó khỏi cúm ấy, có sợ sau này ảnh hưởng đến con cái ấy. Cho nên là các bạn cứ cho vào thức ăn trong này mình ăn lẫn thì nó dễ ăn hơn. Hoặc các bạn có thể ngâm tỏi ăn với mật ong ấy. Thì mình vừa trị được cúm kiếp mà phòng chống được các bạn ạ. Các bạn xào cá cho mình nhé. Các bạn xào như mình xào ruốc thịt ấy. Các bạn cho mình gia vị nhé. Các bạn cho mình độ 1/2 thìa bột canh nhé. Một chút hạt tiêu để cho thịt cá nó thơm ấy. 1/2, 1/3 thôi. Và các bạn cho mình một chút mắm nhé. Cho có mắm, một cơm mắm. Các bạn không muốn dùng mắm thì mình có thể dùng tương nhé. Không nhất thiết là mình phải dùng mắm đâu các bạn ạ. Các bạn cứ xào kỹ cho mình nhé. Mình cho khi nào nó khô ấy là được. Và trong lúc này là các bạn có nhìn thấy có những cái xương nào thì mình sẽ bỏ ra nhé. Vì cá nó sẽ nát ra mình sẽ nhìn thấy xương mà. Bây giờ mình nên nếm xem vừa thì là được các bạn ạ. Như thế này là thịt cá của mình rất vừa các bạn ạ. Mình chỉ cần xào vừa thôi các bạn ạ. Vì sau đó mình sẽ ăn với cháo thì mình cho cháo vừa. Đây các bạn, nồi cháo của mình bây giờ cũng nhừ rồi đấy. Bây giờ mình cũng cho gia vị cho nó vừa đủ là được. Sau đó là mình múc ra bát là mình thưởng thức thôi. Các bạn cho mình một thìa cà phê, một canh nhé. Và mắm. Đây độ 2 thìa canh mắm các bạn ạ. Và hạt tiêu nữa. Mình chỉ cho vừa đấy. Lúc nào các bạn mà mình mà muốn ăn cay thêm ấy, thì mình có thể cho ở bên ngoài nữa. Dùng. Và rau thơm thì lúc nào mình ăn mình cho ấy. Mình mà cho luôn vào nồi như bây giờ ấy. Mà khi mình ăn không hết ấy, thì nó lồng nó rất không ngon các bạn ạ. Nên là mình cứ múc đến đâu mình cho vào bát đến đấy. Vì cháo chai này à, cháo cá này ấy, mình mà để nguội ăn cũng không ngon. Nên mình phải ăn nóng các bạn ạ. Và bây giờ mình xử lý thêm gia vị vừa chưa. Và mì chính ấy, thì mình cho sau hạt lêm mì chính, hạt lêm các bạn có cho nhé, nhưng mình hết mất hạt lêm nên mình cũng cho. Mình cho thêm một chút hạt một canh, vì ăn cháo cá thì mình phải cho hơi mặn một tẹo, gọi là không được mặn nhưng mà gọi là nó đậm đà một tẹo thì mình ăn nó không có cảm giác bị tanh. Thì các loại này đều thế, hải sản là đều thế. Đây các bạn, cháo của mình khi mình xay nó rất sánh mịn này. Nếu các bạn ngâm gạo kỹ thì không cần phải xay đâu. Nhưng đây mình hôm nay mình vội, mình không ngâm được gạo kỹ. Rồi, thế này là mình tắt bếp, mình có thể dùng được rồi các bạn ạ.
Đây các bạn, cháo mình đã múc ra bát đây rồi. Và bây giờ mình sẽ cho các gia vị như rau thơm các thứ nhé. Thì là không thể thiếu khi ăn cháo cá các bạn ạ. Và các loại rau thơm các bạn cho mình càng nhiều thì mình ăn càng ngon ấy. Hành nữa. Và ớt, các bạn có ăn được ớt thì mình cho nhé. Vì mình đã cho hạt tiêu rồi đấy. Và các bạn múc cá lên là mình thưởng thức thôi. Mình có thể thưởng thức được bát cháo cá rất ngon các bạn ạ. Chúc các bạn thành công với cách làm cháo cá đơn giản và ngon nhé. Nguyên liệu của mình chỉ còn có 100g gạo tẻ này, 50g gạo lếp và 50g đỗ nhỏ, một con cá chép và các gia vị khác thì các bạn đã mình đã hướng dẫn rồi đó. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình ẩm thực miền quê nhé.